tỷ đồng thì nên mua Softail hay là Touring của Harley Davidson? $19 triệu là chúng ta đã có thể sở hữu Fatboy 2024 của Harley Davidson. Và siêu ưu đãi 120 triệu đồng dành cho chiếc Line Special 2023 của Harley Davidson, không phải cho Soul Fatboy. Cho nên là mới có cái tiêu đề ngày hôm nay, 1 tỷ đồng thì chúng ta nên chọn Softail hay là Touring của Harley Davidson. Chiếc Slickline màu vàng này có giá 1 tỷ 250 triệu và đang giảm giá tới 120 triệu. Đang có khuyến mãi tới 120 triệu đồng thì rất là đắn đo để mà mình lựa chọn giữa hai cái mẫu xe này, đúng không? Ok, ngày hôm nay Tiến sẽ phân tích cái gì được và cái gì chưa được giữa một chiếc Fatboy và một chiếc Slickline. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về Fatboy. Thì đây là một cái mẫu xe nổi tiếng của Harley Davidson với thiết kế rất là tài tử, rất là đẹp, rất là nghệ thuật. Ví dụ như là lốp 2.4, mâm nhôm có đục lỗ, vè lớn, phun bô với lại dàn máy là chrome sáng bóng, và đặc biệt là cái phần ốp đầu đèn rất là đẹp. Cái tư thế ngồi lái của một chiếc Softail thì nó sẽ dễ chịu hơn, gọn gàng hơn, và hình như là rất nhiều khách hàng yêu thích cái bàn để chân lớn như thế này. Mà ở trên một chiếc xe Touring cũng có, đó chính là Slickline Special 2023 Roadster Gold của Harley Davidson. Và Tiến thì chiều cao của Tiến là 1m63, và mình sẽ ngồi lên một chiếc xe Slickline Special để mọi người coi là tư thế nó có quá khó khăn hay không. Theo cảm nhận của mình thì cả hai xe đều rất là dễ dựng dậy ha, mình rất là dễ dựng xe dậy, dễ đẩy tới nè, đó, rồi dễ đẩy lui. Fatboy cũng vậy, tất nhiên là xe Slickline thì nó sẽ nặng hơn. Và cái bàn để chân thì hai xe đều y chang nhau ha, hai xe đều giống nhau là cái bàn để chân lớn, rất là thoải mái. Tư thế ngồi lái cả hai xe này thì cũng khá là giống nhau, ngoại trừ cái phần yên của Slickline thì nó bè hơn, cho nên là khi mình ngồi lên xe Slickline thì mình sẽ nhón chân hơn chút xíu. Trọng lượng thì xe Slickline sẽ nặng hơn khoảng vài chục ký, cho nên là khi mà mình dắt xe, mình đẩy xe thì mình cần cẩn thận. Về kiểu dáng thiết kế thì cả hai xe là hai cái trường phái hoàn toàn độc lập khác nhau. Một chiếc là xe cruiser cỡ nhỏ để chúng ta có thể đi phố hay là tận hưởng cái vẻ đẹp của chiếc xe trên những cái cung đường đô thị. Còn đây là một chiếc xe Touring, Grand American Touring. Nó có những cái option xe Touring, những cái xe diễu hành, cho nên là cái dàn áo của nó sẽ bự, fairing nè, rồi vè nè, bình xăng nè, thùng nè, nó sẽ bự. Chính vì vậy cho nên là nếu như chúng ta so sánh một cái sự tiện lợi trên một chiếc xe Harley Davidson thì xe Touring nó sẽ hơn rất là nhiều. Đầu tiên là nó sẽ có thùng tool bag lớn. Thứ hai là sẽ có một cái bộ yên rất là bự và êm. Thứ ba là sẽ có một cái bình xăng lớn hơn. Cả hai xe đều sử dụng chung động cơ nha, cho nên là mức tiêu hao nhiên liệu thì nó cũng khá là giống nhau. Nhưng mà Slickline thì sẽ có một cái bình xăng lớn hơn, cho nên là khi mà mình di chuyển thì sẽ được cung đường xa hơn. Rồi phần fairing thì sẽ có những cái trang thiết bị để phục vụ cho việc đi tour. Ví dụ như là cụm đồng hồ thì rất là chi tiết ha. Bên này có báo xăng, bên này có đồng hồ tốc độ, đồng hồ tua máy, đồng hồ báo bình. Và ngay chỗ này thì sẽ có một cái hộc để mình đựng điện thoại hoặc là USB. Phía này, phía màn hình thì là một cái màn hình cảm ứng, coi được vị trí đường ở trên này. Và đây là một cái dàn nút chờ để mình có thể gắn thêm những cái chi tiết khác nhau trên xe, ví dụ như là quạt hay là đèn trở sáng. Và đặc biệt hơn hết trên những chiếc xe Touring của Harley Davidson đó chính là loa nghe nhạc. Và cái hệ thống loa nghe nhạc này thì chúng ta có thể nâng cấp nó lên thành những cái hệ thống loa khủng khiếp hơn, nghe nhạc hay hơn, xịn hơn và tất nhiên là tốn tiền hơn. Xe Touring của Harley thì được trang bị bộ mâm đúc và một cặp thắng đĩa. Đĩa của xe Touring rất là lớn và hai con heo 4 piston mỗi bên. Đó, cho nên là nó cho chúng ta một cái trải nghiệm thắng nó mịn hơn, nó chắc hơn, nó mượt hơn. Phục cũng lớn hơn, ti phục cũng lớn hơn một chút xíu. Và
Còn gì nữa? Đèn chiếu sáng cũng sẽ là đèn, hệ thống đèn xịn hơn, bự hơn và sáng hơn. Về phần kích thước lốp thì trên một chiếc xe touring nó sẽ sử dụng lốp nhỏ hơn. Harley Davidson sẽ trang bị cho một chiếc xe touring, cụ thể là Slickline, một cặp lốp nhỏ hơn, vừa phải hơn. Còn về phần Fat Boy thì đây là một chiếc xe thiên về đường nét thiết kế, cho nên là những cái design trên xe nó mang đậm tính nghệ thuật, từ logo bình xăng cho tới phần bình xăng, cho tới ốp ở trên bình xăng, ốp đầu đèn, phè trước, bánh xe, lốp xe, mọi thứ nó mang một chút xíu tính nghệ thuật, tính trưng bày. Cho nên là ai thích một chiếc xe để đi cà phê, trưng bày ở nhà cho nó đẹp và không cần quá nhiều option touring, không quá cầu kỳ, thì mình chọn một chiếc xe Fat Boy. Thứ nhất là giá tiền nó rẻ hơn, thứ hai nhẹ nhàng hơn khi điều khiển. Và đừng nghĩ là xe shop tail của Harley Davidson là không đi tour được nha. Đây là một chiếc xe, nếu như mọi người thêm những cái option đi tour, ví dụ như là kính chắn gió, thùng và lên những cái chi tiết cao cấp hơn, thì chúng ta có thể di chuyển và đi tour cũng rất là ok. Đó là sự khác nhau giữa hai cái mẫu xe touring của Harley Davidson và shop tail của Harley Davidson, và giá thì nó chỉ chênh lệch khoảng đâu đó 200 triệu đồng. Nếu như có 900 triệu, hãy mua Fat Boy. Nếu như có 1 tỷ, hãy mua Slickline. Nếu như có 2 tỷ, hãy mua CVO.